Xin chào tất cả quý khách hàng, hôm nay lên clip để giới thiệu với anh em một số món hàng nha. Đó, và trước khi đi vào nội dung chính thì nói về hình thức và giá của từng sản phẩm nha mọi người. Về hình thức bán hàng thì anh em có xài tài khoản trên điện thoại thì mình chuyển khoản, còn không thì anh em cứ nhận hàng trả tiền nha mọi người. Còn về giá của sản phẩm thì anh em đã bao gồm phí vận chuyển hết, anh em mua từ sản phẩm thứ hai trở đi thì anh em được giảm 30.000 đồng. Cách chốt hàng thì anh em liên hệ qua số điện thoại là 0988190303, có xài Zalo luôn, nhắn tin gọi điện trực tiếp đều được hết. Anh em chốt hàng thì ví dụ chốt mã số 1, mã số 2, mã số 3 gì đó, tên, địa chỉ, số điện thoại. Và nhớ là mua từ món thứ hai trở đi thì được giảm 30.000 đồng nha. Không chốt hàng qua phần bình luận phía dưới video, còn quỹ lá lành lá rách thì khi nào mà có phát sinh nhiều thì mình sẽ công bố nha. Còn không thì mình theo dõi trên sổ thôi nha mọi người. Hàng hóa thì mình mô tả chi tiết, trung thực, có sao nói vậy. Nói chung là có sao nói vậy mọi người. Mỹ thì nói Mỹ, Nhật thì nói Nhật, còn Trung Quốc thì nói Trung Quốc, Việt Nam thì nói Việt Nam. Anh em thấy thích thì mua, không thích thì thôi. Đó. Có sao thì mô tả vậy, trung thực, uy tín. Và anh em mua hàng thì điều quan trọng nhất là xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Và khi quyết định chốt hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ coi món hàng đó như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi anh em hãy liên hệ đặt hàng cho anh em được có gấp nha. Nhớ là xem, nghe, suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chốt hàng. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều trong thời gian qua đã yêu quý, ủng hộ kênh, ủng hộ hàng hóa của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ để mình có động lực để sưu tầm những món hàng ngon, bổ rẻ phục vụ cho anh em nha. Còn bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của anh em nữa, mình vào nội dung chính luôn nha. Đây, mở đầu là mã số 1 là một cặp bình bông nha mọi người. Bình bông bằng đồng của Nhật nha, chứ không phải của Việt Nam nha. Nó cổ cổ rồi, nó có lớp sơn bên ngoài, nó cũng có trầy, nói chung là hàng đã qua sử dụng. Nó trầy nhưng mà như vậy thì nó mới đúng chất mọi người, mới đúng chất hàng đồng xịn. Còn đồng mới bây giờ thì xài nó tại lớp. Mã số 1 giá 600 một cặp bình hoa nhỏ gọn. Mình mua một cái này thì mình xài nhiều đời luôn mọi người. Xài đời mình truyền lại cho các thế hệ sau nữa vẫn còn xài được. Mà cỡ 1.000 năm sau là nó thành đồ cổ, là nó vô giá luôn mọi người. 600.000 nha. Và đặc biệt của cái bình hoa đồng của Nhật á, là mình cắm bông thì nó ít có thúi luôn mọi người. Nó thúi rất là ít, nó ít có hôi nước á. Mà chiều cao là 12.5 nha. Nó lùng, nó nhỏ gọn nha mọi người. Chiều cao 12.5. Còn cái miệng ở trên nè, miệng trên là khoảng hơn 9. Miệng trên là khoảng hơn 9, còn miệng ở dưới nè, ở dưới là khoảng 6.7. Khoảng 6.7, nhỏ gọn nha mọi người. Cắm hoa là vừa, cắm hoa cúng bình thường là vừa. Muôn lần xài cả đời luôn mọi người. Nè, nó cao nhiêu nè. Đó. Để gọn trong lòng bàn tay nè, hai cái nha mọi người. Một cặp như thế này là 600. Đó, anh em muôn lần xài cả đời luôn. Tiếng động của Nhật anh em nghe nó vang ghê không? À, muôn lần xài cả đời luôn nha mọi người, truyền cho thế hệ mai sau luôn. Rồi mã số 2. Mã số 2 là giá cũng 200.000 luôn nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã số 2 giá 200k. Cái này cái lư hương như mọi người. Nhỏ xíu à, nhỏ gọn anh em nha. Chắc nó khoảng tầm cỡ cái chén nhỏ chứ không được cái chén ăn cơm nữa. Đó. Nó nhỏ gọn lắm. Cái miệng trên nè là khoảng 7.5 mà nó có ba cái chân dưới nè. Này chắc lư hương nhỏ gì đó. Đó, giá 200.000, cầm thì chắc tay lắm nha, chắc tay. Đồng của Nhật nó xài đã lắm mọi người, đồng Nhật xài ngon lắm. Nói dùng là nó đúng chất cổ luôn á, còn đồng mới bây giờ thì nó tệ lắm. Một cái là 503g nè. Cái này mặc dù là nó một cái nhưng mà nó sẽ khác, nó không có giống. Này 488g là hai cái, là nói chung là gần 1kg mọi người. Hai cái gần ký á, giá 600. Còn cái này á nè, anh em thấy nhỏ gọn như chứ. Mini rất là đẹp nha. Đó, 267g á, thấy nhỏ gọn vậy. Rồi mã số 3 cũng là 200.000 luôn, bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã số 3 nha mọi người. Cái này thì nhìn nó thấy vậy, nhìn như nó không phải bằng đồng tại nó màu trắng nè. Màu trắng không biết nó bằng gan hay bằng cái gì đó, nó không có hết 500 nha.
không hết 500. Âm thanh nó cũng nghe đã quá mọi người. Còn cái này nó bằng đồng nè. Đó, nó nhỏ nhỏ không à, không biết để làm cái gì nữa. Cái này cao khoảng 5.3. Miệng nó khoảng 5, miệng khoảng 5 nha mọi người. Còn cái này miệng thì khoảng 3.8. Chiều cao 5.4. Rồi cái này nữa, này cũng bằng đồng nữa nè. Này là khoảng 6.4, miệng ở trên của nó là khoảng gần 5 á. Miệng trên khoảng gần 5. Còn này là chân nến. Chân nến này là nó cắm cái đèn cầy á. Hình như nó có cái nắp ở dưới đây nữa mà nó mất nắp hay sao đó. Hay là nguyên của nó là vậy, cũng không biết luôn nữa. Đó, giống như cái tháp vậy mọi người. Cao là khoảng 11.5. Cao khoảng 11.5 nha. Đường kính dưới là khoảng 5 nè. Còn trên là cái, nói chung là cái này là chân đèn đó, nguyên bộ như là 200.000 luôn. Mã số 3 nha mọi người, 200.000. Đó, anh em mua về trưng bày cũng đẹp mọi người. Đó, mã số 3 là 4 món này nha. 4 món này 200.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 này là ai mà cần cái chuông nhỏ nè mọi người. Chuông nhỏ là mình mua cái này là xài là ngon luôn nè. Đó. Mã số 4 giá 300k nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Cái này thì nó chắc bằng khoảng cái tầm cái chén, hơi to hơn cái chén một chút mọi người. 10, ngang là 10 nè, cái đường kính. Đường kính là 10, còn cao thì khoảng 6.5. Nếu tính xuống dưới đây luôn là gần 7 á. Đó, cây đồng của Nhật thì cái chuông á nó ngân rất là đã luôn mọi người. Này mình không có cái cây gõ búng nè. Tiếng ngân nó rất là lâu và nó nặng, nãy anh em cũng thấy rồi đó. 317g. Rồi cái này là giá 300.000 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, nhiều khi mình cần mà mình kiếm không có nha mọi người, này để ở nhà mua thêm cái đế để cái chuông dưới cho nó vững nữa là ngon lành cành đào nha. Mã số 4 giá 300, mà cái này là nó còn đều đẹp nữa nè, đều đẹp luôn. Rồi mã số 5, anh em cần to hơn thì nó to hơn nè, 550 nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 550.000. Cái này nó to hơn nhiều nhưng mà nó nặng không có nhiều. Cái này thì nó to khoảng bằng cái bình bát của đường Tâm Tạng mà đi xin cơm mọi người, khoảng bằng cái tô á. Chiều cao thì khoảng 9.5 á, cao là khoảng 9 đến 9.5. Chiều ngang là đường kính là khoảng 15 nè, đường kính khoảng 15 nha. À, này nó khoảng bằng cái tô á. 600g nha mọi người, 607g. Giá của nó là 550.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, mã số 5. Cái tiếng ngân nó vang xa lắm mọi người. Rồi, qua mã nha, mã số 4 và mã số 5 là hai cái chuông. Cho anh em xem xung quanh cái nha. À, chuông của Nhật thì khó kiếm lắm mọi người. Lúc trước anh em có hỏi nhưng mà lâu quá mình mới có lại cái hàng này nha. Rồi tiếp theo là bình bông, bình hoa nè. À, bình hoa thì được hai cái nha mọi người. Bình hoa này cái cân này chắc nó chịu không nổi quá, hiện tại cân này nó tới 1 ký là nó hết cút rồi. À, nó không chịu nổi mọi người, nó hơn 1 ký. Rồi lấy cân này dẹp, cân này nó 1 ký à. Để mình cân trên cây cân to nè. Đó, khoảng 1 ký, hơn 1 ký 2 mọi người. Hơn 1 ký 2 á. Đó, bình hoa của Nhật thì nó đặc điểm, ưu điểm nó là chân hoa lâu tàn mà nước thì nó hạn chế, nó thúi nước mọi người. À, anh em thấy nó lên ten luôn nè. Hàng cổ xưa thì nó quăng nó dục thì có mớp nha mọi người. Đây, có mớp nè. Nhưng mà vậy nó mới đúng chất đồ xưa mọi người, mua một lần xài 10 đời luôn. Đó, xài 10 đời 10 kiếp luôn. Truyền cho con cháu đời sau là nó trở thành đồ cổ luôn mọi người. Đồng của Nhật nha. 750. Mã số 6 nha, 750.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 750 nha mọi người. Chiều cao là khoảng 23. Đo lại nữa, để em thôi anh em về không chính xác anh em chửi chứ. Khoảng tầm 23. Cái miệng thì khoảng 8 nha mọi người,
cái miệng khoảng 8, cái đáy thì cũng vậy luôn, đáy thì khoảng 8.5. Còn cái đường kính mà cái bầu của nó thì to lắm, 13, khoảng tầm 13, 14 lần. Đó. Là giá của nó là 750. Còn cái này thì nó to hơn. Đó, anh em có điều kiện thì quất một cặp này luôn. 900 nha mọi người. Mã số 7 giá 900. Tại thứ nhất là nó đẹp hơn, thứ hai là nó to hơn tí. À. Đó. Ở dưới đây nó có chữ luôn mọi người. Thằng này nó to hơn kia một tí. Thằng này nó cao khoảng tầm 24. Tầm 24, đường kính miệng là cũng khoảng 8 nè. Đường kính miệng thì y chang vậy, nhưng mà đường kính dưới thì nó to hơn là khoảng 9.3. Đó. 9.3 nó to hơn nhưng mà chắc nó cũng không nặng hơn đâu. Nặng hơn mọi người, nó khoảng tầm 1 kg, gần 1 kg tư. Gần 1 kg tư, nặng hơn tí. Rồi, mã số 7 giá 900k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, một cặp bình nha mọi người. Một cái to, cái nhỏ. Đây. Nó xem 9-10 mọi người. Xem 9-10. Đó, có điều kiện thì anh em quất cặp luôn nha, xài ngon lành cả đầu luôn. Đồng Nhật là mình có xài rồi, mình biết xài đã lắm. Với thứ hai nữa là nó nặng nè, mình chưng hoa, mình đổ nước vô nhiều nó cũng ít có bị ngã đâu mọi người. Rồi, tiếp theo mã số 8, 220.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn, 220.000 nha. Một cái dụng cụ để mình pha trà, pha cà phê mọi người. Đó, mình để trà hoặc là cà phê vô, mình lấy cái này mình ép xuống nè. Nó lưới rồi nó còn nguyên nè. Đó, cái nắp ở trên đây là nhựa hay gì đó, ở ngoài này là bằng kim loại nó ốp vô. Mình để trà vô xong rồi, mình ép này xuống. Chế nước nóng vô, pha. Mã số 8, 220.000. Này nó có mức 1, mức 2 nè mọi người. Chiều cao thì khoảng, đo tới cái miệng thì khoảng 15 nè. Còn lên tới cái đỉnh này là khoảng 18.5 á. Khoảng 18.5, nó có cái miệng rót luôn nè nha. Đường kính thì, đường kính tầm 6.5. Rồi giá 220.000, cái này là anh em thích lắm nè. Hay tìm, hay tìm, hay kiếm lắm. Về anh em vệ sinh lại à, mình mới rửa sơ sơ chùi cái nó bóng lưỡng mọi người. Về anh em vệ sinh lại nha. Cái gì cũng vậy, phải về vệ sinh lại hả xài mọi người. Mã số 8, 220.000 nha. Mã số 9 nè. Mã số 9 cái này gì không biết luôn, bán anh em 200k. Hình như là bên đây là theo dõi nhiệt độ nè, nó có độ C, còn bên đây là chắc là độ ẩm mọi người. Nhiệt độ và độ ẩm hay sao á, theo mình đoán là nó gì đó, nó phần trăm nè, mà nó xài không biết bằng cái gì mọi người, không biết bằng pin hay là bằng cái gì luôn á, mình cũng không có tháo ra luôn nha. Hiện tại nó báo là nhiệt độ hiện tại là 30-32 độ gì á, còn độ ẩm là 6-mấy% nè. Nó còn hoạt động nha, nó còn hoạt động, còn hoạt động, không biết nó hoạt động bằng pin hay là bằng cái gì luôn. Bán anh em 200.000, anh em mua về nghiên cứu nha. Hình như theo dõi nhiệt độ và độ ẩm á. Nói vậy đó, khi mà có, để mình lấy máy sấy ra sấy cho anh em xem. À, anh em là 32 độ rồi nha. Có máy sấy vô nó tăng lên rồi nha. Đó. Nó tăng lên 34 rồi đó. Độ ẩm thì nó sẽ giật lại nha mọi người. Độ ẩm nó sẽ giật lại. Đó, cái kim nó đang nhích lên đó. Tức là nó còn hoạt động nha mọi người. Độ ẩm thì nó sẽ giật lại. Chứng minh cho anh em biết là nó còn hoạt động thôi. Chứ nó hoạt động sao thì mình cũng không biết luôn nữa. Hay là la mua đại. À, nó khác lúc nãy nè, thấy không? Độ ẩm nó giật về còn có 55% à. Đó, rồi mã số 9 nha, giá 200k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo là nước hoa nè, nước hoa hôm nay anh em hỏi nhiều. Đó, có hàng lại nha. Mã số 10 là 3 chai nha mọi người, 270.000. Nước hoa này là nước hoa 27ml nha mọi người, 27ml. Đó, cái này thanh lý mới có giá này nha mọi người, chứ hồi xưa nó một chai không là 140, 150 là nó 27ml nha. Thơm thì khỏi phải bàn này.
mùi giò. Mùi giò này thì nó thơm cũng cũng vang xa lắm, nam nữ xài được nha mọi người. Nó thơm dữ lắm mọi người, từ sáng tới chiều. Còn cái mình xịt vô áo là để tới ngày mơ luôn mọi người, là nó vẫn còn mùi luôn á. Còn xịt bình thường mình đi làm là từ sáng tới chiều là nó vẫn thấy nó vẫn còn mùi á. Dạng xịt nha, 27ml. Này thì còn có hai mã là 6 chai thôi mọi người, không có còn nhiều đâu. Hết nữa, anh em kêu mình mua nữa cũng không có đâu nha mọi người. À, 3 chai là giá của nó là 270.000 nha, một mã 270.000. Này còn 6 chai là hết nha mọi người. Đi lấy mà không, người ta không có nhiều, chỉ còn một mùi thôi, không có nhiều luôn mọi người. À, mã số 10, 270k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó là dạng xịt nha mọi người. Nói chung đảm bảo với anh em hàng này xài là mua về là không có thất vọng mọi người. Đã lắm. Và 27ml nữa, xịt 3 chai thì biết chừng nào mới hết, mà chỉ có 270.000 thôi. Chứ lúc trước mà cái đương thời của nó là người ta không có thanh lý á, là một chai là giá vốn là 140, 150 một chai mọi người, tùy theo thời điểm á. Ngon lành nha, hai chai đó. Rồi qua mã đi mọi người, tiếp theo tới mã số 11 nha. Rồi tiếp theo mã 11 là giá 430.000 nha. Lúc trước là mình bán 3 chai là 250, nhưng mà bây giờ thôi dồn vô 6 chai đi để cho anh em mua cho nó rẻ. Chứ mua em mua 3 chai nhiều khi cái nó mắc tốn phí ship này kia rồi nó mắc. Cho nên mình dồn lại 6 chai là 430 mọi người. Chứ anh em mua mà 3 chai á, giá nó sẽ cao. Dồn lại mình lợi ít chút, có lợi cho anh em nha. Mã số 11. 430.000. Bao phí vận chuyển cho anh em, nó gồm có 6 mùi. Nói chung là mùi nào cũng thơm lâu hết mọi người. Mấy này xài là vô cùng hài lòng luôn mọi người. Vô cùng hài lòng, nhất là gu xì nè. Lăn cơm nè, này mùi là nó thơm cực kỳ luôn mọi người, nó thơm lâu quá. Đó, mấy này thì có mùi nam, mùi nữ, nói chung là nam nữ nhiều xài, mình xài là láng mọi người, mùi nào cũng thử. Đó, này thì dạng lăn nha, dạng lăn, để mình lấy một chai mở ra cho anh em xem. Nó dạng lăn, thơm đậm đặc lắm mọi người. Nó giống cái dạng mà nước hoa mà của Dubai á. Thơm đã lắm. Đây, dạng này. 12ml, mỗi một chai 12ml và 6 mùi luôn. Anh em mua một nguyên combo này chắc xài 5 luôn mọi người. Nó thơm lâu dữ lắm mọi người. Thơm bát ngát trời mây luôn. Mã 11, 430.000. 6 chai nha. Mỗi chai 12ml, 430.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Mã 11, 430.000. Bao phí vận chuyển cho anh em. Mấy nước hoa này anh em đừng có hỏi là nước hoa chính hãng hay không nha. Ví dụ chính hãng mà anh em mua một chai Chanel này chỉ một chai thôi, một chai nhỏ gì thôi là 400 mấy chục ngàn, anh em mua còn chưa được nữa mọi người. Chanel mà xịn đúng chính hãng ấy nha, mà một chai 12ml này thôi là 430.000, chưa chắc gì anh em đã mua được. Đừng nói mua 6 chai, quan trọng là chất lượng xài ngon mọi người, thơm ok là được rồi mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 12. Này anh em nào hỏi cà vạt, kẹp cà vạt nè, kiếm cho anh em bộ giá 200.000 nha mọi người. 200.000. Đó, một cây nè. Cây này thì nó có cái gì nó quảng cáo hay vậy. Đó, nó có cái chữ ở dưới đây, một cây nha. Cây thứ hai là cây này nó có đá nè, nó có đính cái gì nè. Viên này không biết viên gì. Ở dưới đây là nó đóng chữ silver nè, hi silver nè. Là silver là bạc đó mọi người. Ni silver. Đó, là bạc á. Bạc thì thường thường để lâu là nó đen thù lùi vậy nè. À, về anh em chùi vệ sinh lại nha. Là hai cây nha. Cây thứ ba nè, cây thứ ba là cây có mắt kính nè. Cái bọc này nó dơ quá, để mình lấy cái bọc ra luôn nha mọi người. Bọc nó dơ quá. Thôi để đi em, thôi nó chạy nè. Đó. Kẹp cà vạt có cái hình mắt kính luôn, màu đỏ nha. Rồi ba cái và một cái thứ tư. Cái thứ tư này là không phải kẹp cà vạt mà nó là cài áo, rất là đẹp luôn. Rồi combo là giá 200.000 nha mọi người. Mã 12 giá 200.
Ở đây có đính viên gì, viên pha lê mọi người, rất là đẹp luôn nha. Nhiều khi viên kim cương cũng chừng mọi người. Chiếu chiếu rất là đã luôn. Đó, cài áo nha mọi người. Cài áo rất là đẹp luôn, vàng khè luôn. Đây, combo này là mã số 12 giá 200k bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha. Cái viên này nó đính chắc pha lê mà nó chiếu dữ lắm. Đó, mà mình nói kim cương là nhiều khi là cũng có thiệt nha mọi người, tại vì có những câu chuyện là bán đồ Nhật này cũng vui lắm. Nhiều khi có một người mà mình đi lấy sỉ, cái không có biết phân biệt kim cương, có người đó đã chuyên bán mà đá quý, lại người ta gặp món đồ đó là bán con trăm mấy chục ngàn mà nó bằng kim cương thiệt mọi người, nó đính viên kim cương thiệt á, mà nó lại nó nói trời ơi dễ gì kim cương mà có trong cái đống đó, rồi nó dụ bán có trăm mấy chục ngàn, bán xong về thấy nó đăng lên nó bán cả chục triệu mọi người, nó đăng lên nói kim cương thiệt, bởi vì bán nhiều cái nó vui lắm mọi người. Mã số 12 giá 200k nha, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 13 clutch cầm tay nè, cái này nó có lỗi nha, có lỗi cho nên giá 500 ngàn. Mã 13 giá 500, bây giờ mấy cái này nó mắc lắm mọi người. Ngày xưa anh em mua những cái mà nó đẹp không cực kỳ đẹp luôn, mà giá khoảng tầm 700 ngàn đảo lại ha. Còn mấy cái mà đẹp giống ngày xưa bây giờ mà mua bây giờ là tầm 1 triệu mọi người. Lúc trước anh em mua rất là rẻ luôn, mà lúc trước mình thấy mình bán nhiều cái clutch cầm tay nó đã không mọi người. Rồi đo cái đi, chỉ lỗi anh em sao nha. Chiều ngang là khoảng 26 nè, chiều ngang khoảng 26, còn cao là khoảng 18, cao khoảng 18, còn rộng thì tùy theo mình để đồ nó sẽ rộng ra. Hiện tại là khoảng tầm 6 đây. Ở dưới gốc này nó bị mòn nè, giống như nó bị cấn kiện mọi người. Đó, nhưng mà cũng không ảnh hưởng lắm đâu, tại mình cầm vậy nè. Chứ còn lại là nó đẹp cực kỳ luôn mọi người. Cái này nếu mà không lỗi nha là bán khoảng tầm 900 ngàn mọi người, bolo luôn nè. À, của câu lạc bộ bolo mọi người. Nó cái thương hiệu này nó ra đời từ năm 1890 hay gì đó. Bên trong đồ là ngon lành hết nha. Nè, bên ngoài có một ngăn nè. Đó, phía sau ngăn có cái đồ gài lại nha. Dành mình để giấy tờ gì mà cần lấy ra nhanh đó mọi người. Còn bên trong nè, một ngăn lớn nè, rồi có mấy cái ngăn nhỏ để đựng thẻ, đựng giấy tờ của mình á, rồi đựng căn cước công dân hay gì cũng được. Rồi đây một ngăn nhỏ đó nè, ở bên trong lót vải luôn, da đồ vải rồi còn đẹp hết mọi người. Cái hiệu nó may trong đây luôn nha, hiệu giống bên ngoài á, may đây. Rồi còn dây cầm tay nè, mình không thích cầm gì thì mình lấy dây ra mình cầm lủng lẳng cũng được luôn nha, dây zin của nó luôn nha, dây zin còn nguyên luôn nha. Đó, rồi chính giữa có một ngăn có dây kéo nè, dây kéo rất là nhẹ nhàng luôn. Lỗi đó thì cũng không thấy mọi người, không ảnh hưởng tới thẩm mỹ lắm đâu, tại vì mình thường thường mình cầm vậy không, nhưng mà thấy thì cũng kệ chứ, xài hàng xài lâu ngày thì nó phải hư thôi chứ sao giờ. Đó, lỗi rất là nhỏ luôn. Rồi, giá của nó là 500 ngàn nha, mã số 13, 500k, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mấy anh mà có xe hơi là hay xài cái loại này lắm nè. Đó, đẳng cấp. Tiếp theo mã 14 là giá 250, một cái túi bao tử bằng vải, 250 ngàn, mã 14 nha, 250, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đó, mình có thể đeo trước ngực, hoặc đeo sau lưng, đeo vai, đeo gì cũng được nha mọi người. Vải chứ nó có thương hiệu đàng hoàng nha. Mình chỉ đo trong lòng nó thôi nha mọi người. 29 nè, cao 29, còn chiều ngang là khoảng 21. Đó, nó có lớp mút nữa, lớp mút chống sốc á. Ở đây có một ngăn nè, một ngăn. À, vải là có dập thương hiệu luôn nha, một ngăn. Rồi hai bên này nè, hai chỗ này nè có ngăn nhỏ để dành, có lớp mút luôn nha, để dành mình đựng cái gì mình đựng nha, đựng tiền, giấu tiền cũng được. À, nó rất là gọn. Rồi hai bên đây nè, ở đây có một ngăn nữa nè. Nói chung là nó rất là nhiều ngăn nha mọi người, nhiều ngăn lắm. À, rồi đây một ngăn nữa nè,
Rồi bên đây ngăn nữa nè, hiệu nó đây luôn nè. Đây ngăn lớn nè, nói chung là nó rất là nhiều ngăn nha. Ngăn nhỏ nhỏ nhỏ, tha hồ mà đựng. Một cái túi rất là rẻ luôn nha mọi người. Ở đây thì nó để mình sọt cái tay vô hay gì đó cũng không hiểu luôn nha. Để mình máng ở đâu hay gì đó. Còn cái ngăn, cái chỗ này nè, nó làm không biết là gắn cái gì vô mà ở đây nó có một cái dây kéo nữa nè. Không biết để dành gắn cái gì luôn. Ngăn lớn nó thì vải dập hiệu. Bên trong chỉ có một ngăn lớn thôi nha. Chỉ có ngăn lớn thôi, vải dập hiệu. Dây zin thì rất là đã luôn, khóa zin. Đó, rồi. Rẻ rê 250 ngàn. 250 ngàn nha mọi người, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Mã 14, 250, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Tiếp theo mã 15, giá 800 ngàn, cặp công sở bằng da nha mọi người, bằng da thật, độ mới còn cao nha. Đẹp. Anh em nào mà công sở là mua là xài ngon lành nè. Đó, cặp bằng da thật nha mọi người. Có thương hiệu nè, nó dập hiệu ở đây nha. Giống polo, hình như polo đúng rồi. Đó, của câu lạc bộ polo. Đo trước đi. Ngang là khoảng 36 nè. Ngang khoảng tầm 36 nha. Cao là khoảng 30. Đó. Mặt sau. Đẹp hết nha. Một ngăn nè. Bên trong là dập hiệu luôn nha, vải dập hiệu luôn. Vải dập hiệu luôn nha mọi người. Cái sách đây. Còn không sách thì mình lấy cái dây mình quải nha mọi người. Nè, đây có máng cái dây quải nè. À, mà cặp này sách thì nó sang hơn. Cái này thì anh em nhận xuống. Nhận xuống rồi kéo ra. Đó, nguyên cái răng nó giữ không? Nhận xuống. Hoặc là lấy ngón tay trọt vô đây. Trên lớp này là lót nhung. Vải nhung. Cặp còn sạch sẽ đẹp lắm mọi người. Nội cái dây này nè. Nếu mà cặp mà mất dây mà anh em muốn mua cho đủ dây ha. Riêng cái dây này thôi là mua là 200 ngàn đó mọi người. Nó không bán nữa. Đó, nhưng mà nó kèm theo đủ đồ vậy đó. Còn mà anh em mà lỡ mà mất mà nếu mà cần mà đi mua 200 ngàn nó không bán à. Dây là bằng da luôn nè. Một lớp vải, lớp da. Xài biết nào mà hư nó. Cái dây không cũng rất là xịn sò mọi người. Đã lắm. Rồi bên trong nè, một ngăn lớn nè. Cặp này có thể để laptop được. Laptop khoảng 13 inch quá. Khoảng 13 inch là đựng ngon lành. Ngon là đã luôn. Một ngăn chính giữa nè. Đó, có gì kéo. Rồi ngăn bên đây nè. Nói chung là rất là nhiều ngăn nha. Nè, một ngăn đây nè. Thương hiệu mai đây nè. Rồi đây một ngăn có gì kéo nè. Dây kéo cũng có cái hình của polo luôn mọi người. Hình mà đặc trưng của thương hiệu polo á. Đó. Một ngăn. Rồi bên trong này ngăn nè. Rồi ngoài này hai cái ngăn nhỏ nữa nè. Rồi đây ngăn nữa nè. Đây ngăn nhỏ nữa nè. Rồi bên đây là một ngăn lớn. Nói chung là rất là nhiều ngăn. Có thể đựng laptop được. Nhưng mà cặp này đi làm có laptop còn gọn bỏ vô rồi để thêm hồ sơ giấy tờ nữa là ngon lành nha mọi người. 800k bao phí vận chuyển nha anh em luôn. Mã nó là mã số 15 nha. 800 ngàn bao phí vận chuyển nha anh em luôn. Này nhiều khi mấy cặp này mấy chỗ mà nó chuyên bán hàng này nó bán 1 triệu mấy 2 triệu luôn mọi người. Bình thường người ta bán, người ta không có sợ ế hàng. Ví dụ đăng không được thì người ta đăng lại. Đó, thì nào bán được thôi. Còn mình bán mà đăng một clip không được là clip sau cái mình giảm giá, cái clip sau nữa cái giảm giá nữa mọi người. Còn người ta bán chuyên á thì người ta đăng lên mà bán không được thôi thì người ta để đó. Tại mấy cái hàng này nó không có hư mọi người. Quên bỏ cái dây vô nè. À, bỏ dây vô cho anh em. Cặp còn rất là đẹp luôn. Còn bán cái lời chừng 50-100 ngàn. Cái nào mà ngon ngon lại chừng 100 ngàn cao mọi người. Không có nhiều. Mấy tập to, cặp to đùng này chứ bán lời khoảng tầm 100 ngàn. 100 ngàn chi phí đi lấy hàng đâu đó mọi người. Tính ra lời dùng vài chục ngàn. Còn mấy cái nhỏ 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 này là 50 ngàn. Không có nhiều. Nên là bán hàng anh em mà trả giá là không khi nào mình bớt. Khi nào mà mấy món nào mà nó ế lắm mà thanh lý cho nó hết cho rồi chứ. Cho nên là anh em ít
khi nào mà anh em nào mua quen á, ít khi nào mà trả giá lắm rồi. Mà đăng lên rồi đã giá công khai thì cũng ít có ai trả giá lắm. Trả giá bớt đại vậy thôi chứ kỳ kèo thì kèo hoài cũng mệt. Buôn bán lời không có nhiều. Kỳ kèo thì kèo hoài mệt lắm mọi người. Có những người trả giá thôi mình bớt đại. Đây, mã số 16, cái đồng hồ. Đó, thanh lý 1.700.000, bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Đồng hồ này là của hãng Citizen nha. Citizen. Đó, đang chạy đúng giờ nha mọi người, bằng đá nè. Đó, cầm lên rất là nặng luôn. Cực kỳ nặng luôn rồi. Anh em nào thích đồ độc mua về trưng bày mấy mốt cũng thành đồ cổ mọi người. Đá cực kỳ nặng luôn. Cái này là nó nặng tới 2 kg mấy, gần 3 kg, khoảng 2 kg 8 mọi người. Mà cái đá anh em nhìn cũng đã nữa. Đó. Máy là nguyên zin của Nhật luôn nha, có khóa nữa nè. Máy có khóa chỉnh đây, xài cục pin trung nha. Đơn giản. Cái này mà mới chắc mua tiền triệu không mua. Tiền chục triệu. Nồi cục đá này không nhiêu tiền à. Cái vân nó cũng đã nè. Cái vân cực kỳ đã luôn. Đó. 1.700.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Để em đo sơ cái kích thước. Cái này để trên bàn ngầu lắm mọi người. 17.5. Cao là 17.5, còn chiều ngang là khoảng 20.9, 20.8, 20.9. VIP lắm. Anh em nào có làm việc mua cái này để trên bàn cũng đẹp luôn. Làm quà tặng cũng được luôn mọi người. Đây, giá 1.700.000 nha. Mã số 16, giá 1.700.000 đồng. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 là cái bàn ủi nha, giá 250.000 đồng. Bàn ủi có dây nha mọi người. Nước đồ là ngon lành cành đào. 250.000 bàn ủi có dây. Đây, ghim điện test cho anh em xem. 250.000 nha. Cái chui này thì nó không ảnh hưởng nha mọi người. Nó bị quéo nè, nhưng mà bề ngoài thôi, cũng không có vấn đề gì hết. Dây kéo ra nè. Anh em kéo ra là nhớ là ngay cái tới mức là ngưng nha mọi người. Giới hạn xanh nè, tới đây được rồi. Còn tới giới hạn đỏ là nó hết dây đó. Anh em kéo ra nữa nhiều khi đứt dây. Đó, còn muốn nó vô thì bấm nút. Bấm nút nó chạy vô. Mà nó yếu yếu thì mình tiếp nó nha mọi người. Mình yếu yếu thì mình giật ra giật vô vậy nè. Là đầu nó chạy tiếp rồi. À, ví dụ nó không vô thì cái ngón tay mình vẫn giữ nè, rồi mình giật ra một cái cho nó chạy vô. Tại nhiều khi dây nó vô không đều á, rồi cái nó không chịu rút. Đó. Còn cái bình nước khi mình xài á, muốn châm nước thì anh em đừng có làm biếng nha, nhớ lấy ra, nhớ bấm nút nè, nó có nút nè, bấm vô kéo ra, rồi mình mở cái này lên, mình châm nước vô, châm nước anh em dựng đứng lên, không được quá cái vạch này nha, dựng đứng lên không được quá, hai bên nó có vạch nè. Bàn ủi này của Toshiba xài điện 100V, em lưu ý nha, xài điện 100V nha. Anh em lưu ý xài điện 100V. Đó, xài điện 100V, mình dặn tới dặn lui hoài à. Để cho anh em nhiều khi anh em về anh em không biết á. Rồi cái ghiên điện 220 là nó hy sinh liền á. Anh em lưu ý là xài điện 100V. Đó. Nắp đẩy xuống nghe cái cắt là xong nha. Rồi, lỡ là test thử cho anh em luôn đi. Bỏ nước thử đi. Mình không tính bỏ nước mọi người. Tại này mình đã thử rồi. Ngon lành này. Nhưng mà lỡ rồi. Bỏ vô chút xíu nước thôi mọi người. Nó đổ một lụm vậy. Rồi, làm cho ngon lành cho anh em đi. À, nước nó nhiễu một lum dưng, đổ ra ngoài vậy, rồi nó nhiễu một lum dưng. À, hết nhiễu rồi đó. Rồi gắn vô. À,
Rồi ngay ngắn đó mọi người. Ngay ngắn rồi anh em kéo điện ra. Kéo điện ra cắm điện 100V nha, anh em lưu ý là cắm điện 100V. Rồi mở lên nè, nó có bên đây là tắt nè. Mức 1 là mức thấp, mức trung bình, mức cao là sử dụng hơi nước nha. Đó, nè cháy đèn nè, mức 1. Mức 2. Mình cho mức hết lốc luôn đi. Còn ở này là ngắn xuống là khóa nước. Mở lên là nước tự động. Tự động mình ủi là nó ra, còn bên đây là mình muốn bằng tay á, thủ công là mình nhấn bên đây là nước nó ra. Rồi anh em chờ cho bằng ủi nóng. Để anh lấy cái áo mình ủi thử. Ủi trên cái miếng đó là nó bị chảy. Cho nên là thí thôi mọi người, dồn cục như này. Chứ mình ủi trên miếng này nó nóng là nó chảy cái miếng này nha. Sơ sơ chủ yếu là test cho anh em là nó có phun nước thôi. Toshiba nha mọi người. Toshiba. Này lật tới lật lui cái nước nó chảy lum cho nên là không có lật nha. Rồi nó đủ đồ nóng, nó tắt đèn nè mọi người. Anh em để hở lên vậy là nó nóng dữ lắm. Nó nóng là anh em gờ cái, khi mà ủi vậy là hơi nước nó tự động ra nha. Hoặc là gờ cái tay này, là hơi nước nó có phà ra nhẹ chứ không phải nó phà mạnh nha mọi người. Ngon lành cành đào nha. Còn anh em muốn nó xịt nước nè. Đó. Hơi đó. Có những cái này hơi mạnh lắm. Còn có những cái nó xịt hơi cũng nhẹ nhẹ bình thường mọi người. Cái này nó hơi mạnh nè. Ngon lành nha. Rồi xài xong lấy nước ra đổ nha mọi người. Lấy nước ra đi đổ. Anh em đừng có để nước ở trong đó nha. Xài xong là đi đổ đi. Đừng để nước nó dơ. Nó dơ rồi mình lấy ra mình ủi. Nhiều khi nước nó bị thúi nữa. Rồi anh em để lâu ngày á, rồi ủi lên nó dơ quần áo của mình. Rồi nó nóng lắm nha mọi người. Cho anh em xem cái mặt dưới nè. Nó có trầy nha. Giá này là bao rẻ cho anh em luôn. Toshiba nè. Nó để 21, cũng lại sản xuất năm 2021 ta. Biết phải không, có số 21 nè. Mà kệ nữa đi, sản xuất năm mấy kệ nữa. Bắt in China. Điện 100V, công suất 1000W. Anh em nhớ nha, điện 100V. Và cái này là để you only in Japan. Là sản xuất chỉ sử dụng cho thị trường nội địa Nhật rồi mọi người. Đó. Còn cái số 21 là không lẽ nó sản xuất năm 2021 mọi người. Hết nước rồi. Mình xịt cho nó hết nước để thôi, nó còn ứ ở trong đó. Giá có 250 rồi. Kệ nó đi, mã 17, 250.000. Bao phí vận chuyển cho anh em luôn. Lên cuối cùng dịch mọi người, nó sản xuất năm 2021 luôn á. Cái bằng ủi này nè, sản xuất năm 2021. Ồ, cái này hồi nãy mình quên, nó có lỗi mọi người. Báo cho anh em luôn để em thôi, không báo rồi anh em về anh em nói mình nữa. Là cái nó có cái chấu nè của cái đầu này nè, là nó gắn xuống đây nè, nó có mấp á, mà nó gãy cái mấp mà mình lấy miếng keo mình chấm ra nè là nó dính cứng khừ rồi. Đáng lẽ nó có cái mấp cái miếng trắng đưa xuống anh em thấy không, là nó có cái mấp gài vô đây nè, mà mấp nó bị gãy rồi, mình lấy miếng keo mình chấm vô đây là cứng khừ. Dù về xài lâu ngày mà có nó có sức keo ra thì anh em lấy keo anh em chấm lại, còn nó không ảnh hưởng gì tới cái bình nước hết nha. Cái này là nó nằm cái khớp ngoài này, cái bình nước nè, từ đây tới đây. Ở khớp ngoài nó có chặn cái đường chặn rồi. Đó, giá là chỉ có 250.000 thôi nha mọi người. Dưới đáy là cơ bản còn đẹp nha. Nó chỉ trầy nhẹ nhẹ thôi. Đó, cơ bản là còn kim tiến rồi luôn. Nhưng mà do người ta quăng dục không mọi người. Chứ cái này mà không quăng dục là còn đẹp lắm luôn. Tiếp theo mã 18 nha. Mã 18 là cái máy làm bánh mì nha mọi người. Máy làm bánh mì hiệu Siroca. Đó, Siroca này là cái hiệu mà nó dễ xài nhất nha mọi người. Nó dễ xài nhất. Về anh em vệ sinh lại nha. Vệ sinh mình đã chùi sơ sơ cho nó sạch bụi mọi người. Chứ nguyên của nó là đẹp vậy á. Nguyên của nó là còn đẹp. Đó, mình chỉ chùi là cho nó sạch bụi thôi. À, cho anh em xem nè. Thường thường ví dụ người ta xài nhiều là trên đây nó sẽ cháy màu vàng mọi người.
màu vàng khè ở trên đây luôn, mà nguyên mình lấy ra là nó vậy đó, hàng bãi luôn nó vậy. Còn cái lồng ở trong nó cũng đẹp nữa nè, lồng trong nó còn này anh em không thấy chứ cơ bản là cái lồng bên trong là nó còn đẹp mọi người, nó còn đẹp, nó chày nhẹ nhẹ chút đỉnh thôi chứ cơ bản là men chống dính rồi là nó còn ok hết, nói chung là mức khá. Còn cái cây đánh thì do người ta quăng dục thì nó có trầy xước nè. Đó, 800.000, 850.000 là đã bao phí vận chuyển cho anh em luôn nha, đã bao phí vận chuyển và test là ngon lành. Rồi cho anh em xem bên trong nè. Nhiều khi nước vô rồi nó gỉ sét mọi người, chứ nó còn mới lắm, nó gỉ sét. Và cái này lấy về là nó bị đứt dây coro rồi nha. Đa số hàng Siroca này là 10 cái là hết khoảng 8 cái mà là nó đứt dây coro chứ. Mình đã thay cho anh em luôn, và thay dây coro thì kiếm mua rất là khó luôn mọi người. Kiếm mua khó lắm. Còn anh em muốn cách làm bánh như thế nào thì để bột như thế nào đó, anh em lên mạng tìm hiểu thêm. Làm thì nó ra một ổ bánh mì sandwich bự lắm, to đùng mà. Còn anh em nào chưa biết nữa thì có gì nhắn tin mình hồi lúc có ghi lại trong cuốn sổ cái cách trộn bột làm bánh đó, mà lâu quá cũng quên nè. Lâu quá quên luôn mọi người, không biết ghi trong cuốn sổ nào. Còn anh em tự tìm hiểu được thì tìm hiểu. Mua bột làm bánh mì nè, rồi mua men khô, rồi mua sữa tươi. Bao nhiêu gam bột. Ngày xưa thay cái dây coro mình mua được 2 công dây à, thay một cái máy kia 1 lần rồi máy này lấy về thay 1 lần nữa là hết luôn, không còn cái dây nào nữa chứ. Không biết á, mở 4 ốc, 1, 2, 3, 4. Ngày xưa mở 4 ốc ra, tưởng đâu là lấy ra được người, không có được nha. Rồi mình tưởng đâu là nó có mấy cái móc ở đây nè, lấy vít cại nguyên cái đường này nó banh dần mà vẫn không được. Anh em muốn mở thay dây coro, mở 4 ốc dưới rồi phải lên đây lấy cái lồng này ra, mở mấy ốc dưới nè, mở hết luôn. Anh em lấy cái vít nhỏ nhỏ, cái vít dẹp á, vít dẹp á, anh em đút vô anh em dặn ra. Vít nhỏ nhỏ nó có độ cong, vít nhỏ có độ cong mình dặn nó dễ. Còn cái vít anh em lấy vít bự nó không có độ cong là đút vô dặn không có được đâu. Còn có vít dài thì càng tốt, vít nhỏ mà dài mà nó hút cái này nè thì càng tốt. Mở hết mấy ốc đó, mở ốc này, mở ốc bên đây nữa. Ốc bên đây thì không cần mở cũng được, ốc chỗ này nè không cần mở cũng được, mở quan trọng mở ốc này ra luôn nè. Rồi mới lấy cái lồng lên, lấy lồng này lên rồi ở dưới nó có mấy con ốc nữa, mở mấy ốc dưới ra mới lấy cái đít ra được, mới gắn dây cô go vô được. Nó ngặt gì đó. Còn mấy cái loại khác Hitachi á, thì nó dễ. Hitachi thì chỉ tháo cái đít ở dưới là thay dây cô ro, nó dễ. Còn cái thằng Shizuka này nó làm ác ôn gì đó. Anh em không biết ha, là tháo đít ở dưới là cại làm banh luôn mà vẫn thay không được mọi người. Lúc trước mình làm 1 lần rồi, có kinh nghiệm mà. Dây cô ro nó kiếm khó lắm. Mua 2 dây thì còn tồn 1 dây. Rồi, nó có 18 chế độ nha mọi người. 18 chế độ làm bánh thì anh em về anh em nhớ là ghim điện 100V nha. Xài điện 100V nha mọi người. Anh em về anh em nghiên cứu nha. Tải cái Google dịch về nghiên cứu, nó có 18 chế độ á. Để mình dịch sơ sơ nè. Đó. 1 là bánh mì nè, 2 bánh mì ngọt, 3 bánh mì kiểu Pháp, 4 bánh mì nguyên hạt, 5 là bánh mì bột gạo, 6 bánh mì nướng sớm, nướng nhanh đó mọi người. Số 6 là nướng sớm là nướng nhanh đó. 7 là mochi, 8 là mứt, 9 là bột bánh mì, 10 là pizza. Đó, bột bánh pizza, 11 là nhào. 11 là chế độ trộn bột á. 12 là chế độ nướng không, 13 là chỉ ủ lên men. À, mã 13 là chỉ ủ lên men nha mọi người. Còn nút này là nút tắt và nút mở. Còn nút này là nút chọn màu của bánh á, màu đậm màu nhạt gì là bấm nút này. Còn nút này lên xuống là hẹn giờ nha mọi người. Hẹn giờ. Còn nút này là chọn kích cỡ bánh nè. Nút này là chọn kích cỡ bánh nè. Nút này là menu. Đơn giản có thế thôi. Menu nè. Ví dụ nè, kích cỡ bánh nè. 1 2 kích cỡ to nhất là 2 á mọi người, 1.5 và 2 là kích cỡ to đúng. Kích cỡ càng to thì nó số phút nó sẽ càng lớn hơn. Còn màu bánh nè. Đó, nó có 3 màu nè. Màu đậm, màu nhạt, màu gì đó. Còn nút này nút hẹn giờ. Hẹn giờ để làm thì mình cũng chưa có hẹn lần nào nữa, anh em nghiên cứu thêm nha.
Còn chọn chế độ xong bấm này bắt đầu, anh em muốn mà tắt á, là anh em phải bấm và giữ thì nó mới tắt nha. Ví dụ nè, bấm menu nè, chế độ số 2 là 4 tiếng mấy nè, chế độ số 3 là 6 tiếng mấy nè, 4 là 4 tiếng, 5 là 2 tiếng 35 phút, 6 là 2 tiếng 53 phút, 7, 11, chế độ 11 là gì thế mà nó có mấy phút rồi, 12 là 1 tiếng, 13 là 50 phút. Ví dụ số 1 nè, là bánh mì là 4 tiếng 35 phút. Còn bánh mì nhanh là ngay số 6 hay gì đó, nãy mình nói đó mà quên nè. Đó, ví dụ chọn xong nè, rồi chọn kích cỡ bánh nè. Kích cỡ bánh mức 2 đi. Đó, rồi màu bánh nè. Màu bánh là màu nhạt nè, là 438, 440, màu đậm là 442 nè. Rồi bấm nút bắt đầu nè. Thì anh em bấm nút bắt đầu nè, là... Đó, nó trộn lát rồi nó ngưng nha mọi người. Nó trộn bột rồi nó ngưng. Nó đang hoạt động bình thường nha. Nó trộn bột rồi nó ngưng. Cái này là anh em đã để bột, để nước, để sữa rồi vô hết rồi nha. Là vậy đó. Trộn ngưng, trộn ngưng, trộn ngưng. Rồi lên men. Là cái quá trình của 12, 13 nè. Là hai cái quá trình đầu á. Trộn xong rồi lên men. 11 là nhào chứ. 11 là nhào, 12 là gì đó, 13 là lên men đó. 12 là nướng, là 3 chế độ, 11, 12, 13 là nó nằm trong cái chế độ số 1 nè. Còn cái 11, 12, 13 là nó tách ra. Đó, nó trộn xong nó ngưng lên men xong rồi nó chuyển qua nướng. Còn anh em muốn nướng cái gì khác thì anh em vô chế độ như số 12 hay gì đó. Đó. Rồi máy hoạt động ngon lành nha mọi người. Còn cái lượng bột và lượng sữa để làm sao là anh em phải nghiên cứu thêm. Thì làm từ từ có kinh nghiệm mà nó sẽ ngon nha mọi người. Mã số 18. 850.000 bao phí vận chuyển cho anh em luôn. 850.000 mà đã bao gồm phí vận chuyển là anh em sẽ sở hữu được cái làm bánh nha mọi người, cái máy làm bánh mì. Rồi anh em muốn tắt là ấn và giữ nha mọi người. Đó, là nó tắt. Rồi qua máy nha mọi người. Anh em lưu ý là cái máy làm bánh mì và cái bàn ủi là xài điện 100V nha. Tất cả hàng Nhật là xài điện 100V hết nha mọi người. Anh em lưu ý nha, để nhiều khi anh em không nhớ về cắm vô một cái là rồi coi như là bỏ cái máy luôn á. Xài tất cả là xài điện 100V. Đó, thì hôm nay là có tổng số là 18 món giới thiệu đến anh em. Anh em thấy món hàng nào phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm thì liên hệ đặt hàng qua số điện thoại là 0988190303. Số này mình có xài Zalo luôn. À, anh em liên hệ đặt hàng, anh em mua hàng thì xem, nghe và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định mua hàng nha. Và khi mà quyết định mua hàng rồi thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Anh em xem, nghe, suy nghĩ của món hàng đó như thế nào, xuất xứ từ đâu, công dụng ra sao, có phù hợp với nhu cầu sử dụng, sở thích, sưu tầm của mình hay không, phù hợp với túi tiền của mình hay không, rồi anh em hãy liên hệ đặt hàng, chứ anh em đừng có gấp nha. Cứ từ từ xem, nghe rồi suy nghĩ rồi mình hãy chốt. À, vậy thì mình bỏ ra đồng tiền nó mới xứng đáng mọi người, nó không có uổng đồng tiền nha. Anh em mua hàng thì chỉ cần như vậy là ok mọi người. Chứ đừng có gấp mà chốt rồi về mình không vừa ý rồi mình buồn nữa. Buồn phiền. Đó. Thì chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Trong thời gian qua đã yêu quý, ủng hộ kênh, ủng hộ hàng hóa của mình. Hy vọng rằng trong thời gian tới thì anh em tiếp tục ủng hộ. Để mình có động lực sưu tầm những món hàng ngon, bổ rẻ phục vụ cho anh em. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.